Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Một tháng sau trong đại điện, Tả Quyền Huy, sao hắn không nhịn được, đích thân ra tay rồi. Đại nhân, bên Thiên Kiếm Minh cũng có hành động, Tả Quyền Huy đích thân ra tay, dường như đang đuổi bắt ai đó. Người nào, thuộc hạ không biết, xa quá nhìn không rõ. Tiêu rồi, Bạch Phụng bị lộ rồi. Thiết huyết đại nhân, các người tạm thời án minh bất động, lục phẩm khai thiên các. Lục phẩm khai thiên khác theo ta tiếp ứng. Kiên trì thêm một chút. Trên tay cô ta xách hai người đó là ai? Không hay, Loan Bạch Phụng không tránh được. Không biết bây giờ dùng thương long thương có đuổi kịp hay không. Mặc cả cứu người quan trọng. Ơi, tốt quá rồi, kịp rồi. Cô sao rồi? Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, đa tạ đại nhân. Đại nhân, Hắc Hà, Lam Huân, sao các người đến đây rồi? Đại nhân, bị chức phụ lòng đại nhân, mong đại nhân trách phạt. Bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này. Ngươi dẫn Nam Huân đến hư không địa của ta trước. Dạ. Đó là Doãn Tân Chiếu, người này vừa mới đến. Hắc Hà và Nam Huân đó là hắn dẫn đến đây. Ta lấy cớ nhốt họ, thừa cơ dẫn họ bỏ chạy. Vết thương này của cô là Tả Quyền Huy đánh à? Đúng vậy. Nếu không phải Tả Quyền Huy tin tưởng ta, Yana, ta không có cơ hội rời khỏi Thiên Kiếm Cung. Nhưng hắn vẫn luôn phản ứng lại kịp, một trưởng đánh ta trọng thương. Lần này đa tạ cô. Dương Khai, ngày tháng còn dài. Xem ra Tả Quyền Huy đã hạ lệnh bảo họ rút, chúng ta cũng mau quay về đi. Trong đại điện, tình hình thế nào rồi? Không tốt lắm. Thần hồn của cô ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, ta không chữa được. Ông cũng không có cách. Có lẽ có thể thử xem, nhưng phải làm rõ nguyên nhân vì sao thần hồn của cô ta bị trọng thương nghiêm trọng như vậy. Cô ta bị người khác thi triển thuật soát hồn. Thuật soát hồn? Nếu là tổn thương do thuật soát hồn gây ra, ta e là không có cách. Để ta thử xem. Mật thất, có Ôn Thần Niên ở đây, có lẽ ta có thể nghĩ cách. Trong thức hải, lại tàn đến mức này rồi. Lam Huân sư muội, hôm đó rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Đây nè, Lam Huân, thần hồn của cô ấy dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt, lại kiên cường ở lại, duy trì một tia thần hồn bất diệt. Khốn nạn! Hình ảnh lúc nãy rõ ràng là mảnh ký ức của Lam Huân. Những gì Doãn Tâm Chiếu đã làm đã trở thành ký ức như ác mộng với cô ấy. Doãn Tân Chiếu, ngươi đáng chết. Trên Ninh Châu tan vỡ, tình hình thế nào? Không sao rồi, nhưng chờ cô ấy tỉnh lại chắc cần một khoảng thời gian. Sao các ngươi đột nhiên đến đây? Bẩm đại nhân, năm đó sau khi đại nhân rời đi, thuộc hạ trấn thủ ở bên ngoài tinh giới đến nay, bảo vệ tinh giới và ma vực bình an, không dám buông lỏng. Mấy năm nay tu vi của võ giả ở trong tinh giới tiến triển thần tốc, thậm chí Lam Huân cô lương, đại tổng quản và lão gia phu nhân đều đã ngưng tụ ra đạo ấn. Đại tổng quản tìm ta, bảo ta dẫn Lam Huân cô nương đến hư không địa bẩm báo tình hình với đại nhân. Mời người về xem thử. Cha mẹ ta cũng đã ngưng kết đạo ấn. Với tư chất của bọn họ, tốc độ này có hơi quá đáng. Không chỉ lão gia phu nhân họ, tinh giới mấy năm nay số lượng đế tôn cảnh càng lúc càng nhiều. Ta còn chưa từng thấy người ở nơi nào tu luyện lâng lên nhanh như vậy. Đây không phải là trường hợp đặc biệt, mà là xu thế của cả tinh giới. Sao lại vậy? Cái này có gì cứ nói, ở đây không phải người ngoài. Thượng họa từng vào tinh giới kiểm tra, cảm giác sở dĩ tinh giới xuất hiện biến hóa như vậy, có lẽ có quan hệ với cái cây năm đó người trồng. Ý người là thế giới thụ? Đại nhân, đại tổng quản kiểm tra võ giả cả tinh giới, tốc độ tu luyện
của tất cả mọi người trên cơ bản đều nhanh hơn lúc trước. Bây giờ các đại tông môn thu nạp không ít mầm giống tốt, sau này nhất định là thành đại sự. Ta biết tình hình rồi, vậy tại sao các ngươi lại bị bắt? Lúc ghé qua chiếu bạch vực điện càn khôn, ta và Lam Huân Cô Lương vô cùng nhắc đến hư không địa, có lẽ lúc đó bị Đoàn Hân Chiếu nghe thấy, nên hắn ở ngoài càn khôn mai phục bọn ta. Sau đó, lần này đúng thật là nhờ Loan Bạch Phụng quyết đoán, nếu không trong tay của Tả Quyền Huy nắm giữ Hắc Hà và Lam Huân, chúng ta nhất định là rơi vào thế bị động. Nếu không phải tình hình lúc này đặc biệt, ta đúng là rất muốn lập tức đến tinh giới kiểm tra tình hình, xác định biến hóa của tinh giới rốt cuộc có phải vì thế giới thụ hay không. Hai tôi về xem thử. Vậy thì làm phiền rồi. Tông chủ, Thiên Kiếm Cung có hành động. Tả Quyền Huy họ chạy rồi, chuyện gì vậy? Không ổn, Tả Quyền Huy muốn đến tinh giới. Doãn Tân Chiếu thì triển thuật soát hồn với Lam Huân sư muội, vị trí và sự tồn tại của thế giới thụ chắc chắn là đã bị bại lộ. Cái gì? Tả Quyền Huy sớm đã nhắm vào tinh giới và thế giới thụ, chả trách lúc nãy hắn không tiếp tục ra tay với chúng ta. Tinh giới là cố hương của chúng ta, cha mẹ của người còn ở lại Lăng Tiêu Cung. Nếu Tả Quyền Huy ra tay với tinh giới không thể nào ngăn cản được, chỗ đó không có Thánh Ninh tọa trấn. Tất cả mọi người qua đây hết cho ta. Dưới lục phẩm đừng ngăn cản, ta đem họ thu vào Tiểu Càn Khôn. Thu vào Tiểu Càn Khôn, Dương Khai, Tiểu Càn Khôn của Thượng Phẩm Khai Thiên, mới từ hư hóa thật, dung nạp vật sống, này cậu chỉ có lục phẩm làm sao làm được. Tiểu Càn Khôn của ta sớm đã tư hóa thực. Xin lỗi, lúc nãy đã kích động rồi, có thể hiểu. Tiểu Càn Khôn của ta hình như có lơi lo, có hơi lo. Cảm giác này lúc trước chưa từng có. Thiếu gia, nếu cảm giác không ổn, lập tức dừng tay. Cho dù Tiểu Càn Khôn của Thượng Phẩm Khai Thiên có thể thu lạp vật sống, nhưng cũng có cực hạn. Đặc biệt, nay người thu toàn Khai Thiên cảnh, mỗi người đều mang Tiểu Càn Khôn của mình. Tuy không phải là thế giới Càn Khôn thật, nhưng đối với người mà nói cũng có gánh nặng nhất định. Ta hiểu rồi, lo quá. Nếu ta gặp phải bất trắc gì, thì hơn 1.300 người trốn trong đó, toàn bộ đều chết cùng ta. Bây giờ, ta ngay cả sử dụng vĩ lực thế giới cũng không linh hoạt. Tình hình này nếu đánh nhau với người ta, ta tuyệt đối là sẽ bị thiệt. Hắc Hà, Lam Huân do cho người, dẫn cô ấy đến hư không địa, giao cho đại nhân bí hí dưỡng thương. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ thề chết bảo vệ Lam Huân cô lương. Chúng ta đi. Tả Quyền Huy, thời gian còn lại cầu khấn đi. Con đường này, tuy đi xa hơn Tả Quyền Huy bọn họ, nhưng ta có không gian thần thông, đi đường chắc chắn là nhanh hơn Thiên Kiếm Cung bọn họ. Nếu thuận lợi, ở ngoài vực môn chờ lão già đó tự chui đầu vào lưới. 3 tháng sau, chúng ta đến rồi. Chư vị cảnh giác. Đây là đại vực cố hương của đại nhân sao? Phải đó. Chỗ đó là cố hương của bọn ta. Lần trước lúc ta trở về đại vực này, tốn rất nhiều thời gian mới tìm được vị trí của tinh giới. Lai gia vừa đến đây, đã lập tức cảm nhận được liên hệ giữa ta và tinh giới. Chẳng lẽ có liên quan đến biến hóa của tinh giới? Thậm chí ta có một cảm giác, cho dù ta cách tinh giới ức vạn năm, ức vạn dặm, chỉ cần ta ở đại vực này thì có thể trở về tinh giới trong tháng chốc. Người cũng cảm nhận được rồi ư? Xem ra tinh giới quả nhiên đã xảy ra biến hóa lớn. Không vội xác nhận biến hóa của tinh giới, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là Tả Quyền Huy. Chư vị trông chừng ở đây trước, ta về tinh giới xem tình hình. Như vậy cũng được, hành sự cẩn thận luôn không sai. Trong khoảng thời gian ta không ở đây, mọi chuyện do Nguyệt Hà cô lương và Thiết Huyết đại nhân quản lý. Tuân lệnh, giữ lấy Không Linh Châu này. Ta đi đây, thiếu gia nhất định là phải bảo trọng. Thông thường nước ta sử dụng pháp tắc không gian, có thể mặc kệ mọi trở ngại không gian từ không gian này dịch chuyển đến nơi khác. Nhưng lần này hình như không chịu khống chế của ta.